Thôi, mình chào mọi người nha. Hôm nay mình làm AV á, mình chia sẻ cho anh em cái này vấn đề như thế này. Đó, anh em kiếm một cái mặt bích, nó bích vô rồi đúng không? Bây giờ mình muốn chạm cái răng để mà bắt cái ống này vô như thế này nè. Đó, thì hôm nay mình chia sẻ cho anh em. Trước tiên nha, anh em kiếm một cái mũi khoét. Ví dụ anh em muốn xài đây cái ống 21 đi. Đây là cái ống 21. Thì cái răng 21 chứ, thì anh em kiếm một cái mũi khoét khoảng chừng 19 đó, mũi khoét 19 hoặc là cái mũi khoan gì 19, anh em khoan một cái lỗ nha. Sau đó anh em để mình chia sẻ cho anh em một cái mũi tao râu nha. Là đây, anh em kiếm một cái ống, sau anh em lấy máy cắt á, anh em cắt cho mình 4 đường, 5 đường, 6 đường tùy, không sao hết, cắt thôi được rồi. Rồi anh em bắt đầu anh em taro. Anh em kiếm cái ống ống nào răng 21 á, bằng sắt nha. Rồi anh em taro. Nhựa anh em cứ xài tới đi, anh em đừng có lùi. Lùi nó cái răng nó sẽ bị hư á. Cứ xài tới luôn. Sắt á thì anh em taro tới lùi nha, nhưng mà nhựa anh em cứ đặt nè, anh em thấy không? Xong rồi đó. Anh em kiếm một cái tay đòn như thế này để làm cho nó có lực đúng không? Xong anh em bắt vô. Xong anh em muốn cho nó không xì á thì anh em quấn thép rong vô, quấn cao su trắng vô. Rồi, xong rồi đó. Rất là chắc nha. Anh em mà muốn răng 27 thì anh em mua cái này 27, anh muốn 34 thì muốn răng 34. Đó, anh em làm như mình là sẽ bốn cái rãnh đây nè. Rồi. Rồi chào mọi người nha. Ai thứ hai thì đăng ký và cho mình một like nha.